Kính thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tình hình thế giới trong nước đã và đang có nhiều thay đổi. Các nước và các tổ chức quốc tế đều đề cao công tác dân số. Coi đây là vấn đề có quan hệ gắn bó và ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển bền vững của mỗi quốc gia dân tộc. Hiện nay trong quá trình toàn cầu hóa, dưới tác động của biến đổi khí hậu, sự thay đổi về điều kiện lối sống, môi trường sống và làm việc, môi trường sinh thái đã và đang dẫn đến những thay đổi nhanh chóng về mô hình gia đình, kết hôn, ý thức và khả năng sinh sản, tăng nhanh quá trình di cư. Do đó, chính phủ đã chỉ rõ phải tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Việc chuyển đổi trọng tâm này là một vấn đề lớn và mới, hoàn toàn khác với nội dung dân số kế hoạch hóa gia đình đã thực hiện hàng chục năm trước. Để thực hiện thành công việc chuyển trọng tâm đó, một giải pháp cần thiết là truyền thông vận động chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển. Qua hơn 25 năm thực hiện, công tác dân số đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là đã khống chế thành công tốc độ gia tăng dân số, sớm đạt được trước 10 năm và duy trì ổn định được mức sinh thay thế. Cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007 và dự kiến đạt đỉnh cao vào khoảng năm 2020 đến năm 2030, với dân số trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 70% dân số. Chất lượng dân số được cải thiện, tuổi thọ trung bình tăng từ 65,3 tuổi lên 73,4 tuổi, cao hơn các nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Việt Nam được thế giới đánh giá là điểm sáng về công tác dân số và đã được nhận giải thưởng của Liên Hợp Quốc. Một trong những vấn đề cốt lõi của công tác dân số chính là nâng cao thể chất cho mọi công dân kể từ khi mới sinh. Chính vì thế nên việc khám sàng lọc trước khi mang thai là bước đầu tiên giúp chuẩn bị tốt nhất cho hành trình mang thai của phụ nữ. Khám tiền sản còn giúp phát hiện các vấn đề bất thường xảy ra ở cả mẹ và con. Khám sàng lọc trước khi mang thai là việc làm quan trọng, không thể bỏ qua nếu như người phụ nữ đang có dự định mang thai. Dựa trên thống kê y tế thế giới của WHO phát hành năm 2017 của 194 quốc gia và vùng lãnh thổ, thì Việt Nam đang đứng thứ 80 về tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong. Theo đó, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh ở nước ta là hơn 1,1%. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong của mẹ bầu cũng không hề nhỏ do mắc bệnh tim mạch, nội tiết, nhiễm trùng, sản giật. Để có một thai kỳ khỏe mạnh thì người phụ nữ cần phải chuẩn bị thật chu đáo trước khi mang thai. Thứ nhất là phải khám sức khỏe trước khi mang thai. Thứ hai là phải có chế độ ăn hợp lý. Thứ ba là phải giữ cho cân nặng lý tưởng. Và thứ tư là bổ sung axit folic và sắt. Thứ năm là mình cũng phải có một cái lối sống lành mạnh. Và thứ sáu là phải tuân thủ được cái lịch khám thai định kỳ. Thì đối với khám sức khỏe trước khi mang thai thì vô cùng cần thiết. Người phụ nữ nên khám kiểm tra chăm sóc sức khỏe để thai kỳ được khỏe mạnh. Thứ hai là về cái chế độ ăn uống. Thì như chúng ta biết là hầu hết các chất dinh dưỡng đều chứa các cái loại thực phẩm trong cái thức ăn hàng ngày. Chính vì vậy mình cũng nên có một kế hoạch ăn uống hợp lý để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho cả mẹ và bé. Thứ ba là giữ cân nặng lý tưởng. Vì nếu như cân nặng chúng ta mà tăng quá mức thì khi mang thai có thể gây ra một số biến chứng trong lúc mang thai cũng như sinh nở. Còn nếu như cân nặng chúng ta bị thiếu quá mức thì cũng ảnh hưởng đến gây ra một số rủi ro khi mang thai, có thể là làm cho con bị nhẹ cân hoặc là sinh non. Còn bổ sung axit folic rất cần thiết trong cái giai đoạn trước và trong khi mang thai để mà ngăn ngừa được cái khiếm khuyết ống thần kinh. Đồng thời nếu mà chất sắt mà chúng ta cung cấp không đủ thì cũng có thể ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe cho cả mẹ và bé, như là có thể bị sinh non hoặc là thiếu máu thiếu sắt ở thai kỳ. Trong khi đó, những rủi ro kể trên hoàn toàn có thể giảm thiểu tối đa bằng việc khám sàng lọc trước khi mang thai. Việc tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền sản sẽ giúp chị em phụ nữ biết được trước khi mang thai cần làm gì, cần chuẩn bị gì khi lên kế hoạch mang thai. Đối với những bố mẹ đã từng mang thai hoặc sinh con mắc các dị tật bẩm sinh, thì việc thực hiện sàng lọc trước khi mang thai giúp hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng có đầy đủ cơ sở để xử lý tốt nhất những vấn đề liên quan đến di truyền, kể cả các bệnh lý mãn tính và các bệnh lý sản phụ khoa. Trên thực tế thì có rất nhiều người có thể khám rất nhiều lần tùy theo từng thai phụ khác nhau. Thì theo khuyến khích có thể khám các lần như sau. Lần thứ nhất có thể khám từ lúc thai 6 đến 8 tuần,
thì giai đoạn này mình sẽ xác định được phôi thai và tim thai, đồng thời cũng là cái mốc để mình dự đoán ngày dự sanh tương đối chính xác. Lần thứ hai mình sẽ khám vào lúc 11 đến 14 tuần, thì lần này mình sẽ làm cái sàng lọc trước sinh lần đầu. Và lần thứ ba mình sẽ khám lúc thai 16 tuần, thì mình sẽ làm sàng lọc trước sinh lần thứ hai. Và tiếp theo mình sẽ khám lúc thai là 22-23 tuần để khảo sát hình thái học thai nhi cũng như theo dõi sự phát triển của thai. Và các lần tiếp theo có thể khám là từ 26 đến 28 tuần, 31-32 tuần, 36 tuần và 38-40 tuần. Thì khuyến khích như vậy thì chúng ta là cũng tùy theo từng người. Thì những lần khám sau chủ yếu là đánh giá sự phát triển của thai nhi, đồng thời là xét nghiệm thêm cho bà mẹ về công thức máu, nước tiểu để xem có ảnh hưởng thai nhi về các cái bệnh tật kèm theo hay không, và đánh giá thêm cái sự trưởng thành của nhau và nước ối để coi đảm bảo sức khỏe của thai nhi được tốt hay không. Thì trong các cái lần khám thai đó, thời điểm mà mình làm sàng lọc trước sinh á, thì có hai thời điểm. Thứ nhất là thai từ 11 đến 13 tuần 6 ngày, mình sẽ khám sàng lọc lần thứ nhất để siêu âm đo độ mờ sau gáy và xét nghiệm double test, tức là xét nghiệm cái BAP A và beta HCG. Và lần thứ hai mình khám sàng lọc đối với trước sinh là lúc thai 15 đến 20 tuần 6 ngày, tức là khoảng 16-18 tuần, thì mình sẽ khảo sát siêu âm hình thái học thai nhi và xét nghiệm máu triple test. Thì mình sẽ xét nghiệm là UE3, 3AFB và beta HCG. Thì những cái lần khám sàng lọc này mình sẽ chủ yếu là mình sẽ tầm soát các cái rối loạn di truyền như là hội chứng Down, hội chứng Bartter, hội chứng Edwards, vân vân. Còn trên siêu âm mình có thể phát hiện được thai vô sọ, ngón tay chồng lên nhau, tay chân khều, tim ngoài lồng ngực, thoát vị rốn và các cái bất thường về động mạch cổ thì mình cũng có thể phát hiện được. Thì nếu như kết quả sàng lọc tốt thì mình sẽ khuyên thai phụ là tiếp tục theo dõi khám thai định kỳ để theo dõi sức khỏe của thai nhi. Còn nếu như kết quả sàng lọc mà trả lời là có nguy cơ cao thì mình sẽ hướng dẫn thai phụ tiếp tục làm các cái kỹ thuật cao hơn về các cái thủ thuật như là chọc hút dịch ối hoặc là sinh thiết gai nhau. Thì khi mà có kết quả thì bác sĩ sẽ tư vấn cho thai phụ để có cái hướng là tốt nhất. Bên cạnh đó, việc chẩn đoán trước sinh có tầm quan trọng rất lớn nhằm chẩn đoán sớm các dị tật bẩm sinh của thai, từ đó đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời nhằm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh, tỷ lệ trẻ bị dị tật, khuyết tật nặng nề. Trong giai đoạn mang thai, cơ thể người phụ nữ có những thay đổi liên tục và khó dự đoán. Bên cạnh đó, các bệnh lý trong thai kỳ ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, nhất là đối với những phụ nữ trên 35 tuổi. Tỷ lệ thai phụ mắc nhiều bệnh lý nội ngoại khoa kết hợp hoặc có liên quan thai kỳ như thiếu máu di truyền, cường giáp, tim mạch, viêm gan siêu vi B, tiền sản giật và đái tháo đường thai kỳ ngày càng gia tăng. Theo các bác sĩ, ở mỗi một thời điểm của thai kỳ, thai phụ sẽ có những kiểm tra khác nhau. Theo đó, thời gian vàng để làm xét nghiệm sàng lọc trước khi sinh đối với xét nghiệm đánh giá một số nguy cơ mắc hội chứng Down là ở thời điểm thai kỳ từ 11 đến 13 tuần 6 ngày. Còn ở tuần thứ 17 của thai kỳ thì xét nghiệm nhằm phát hiện các thai có nguy cơ cao bị dị tật bẩm sinh. Tại trung tâm y tế thì cũng có triển khai là lấy máu gốc chân để tầm soát dị tật cho bé. Chương trình này triển khai cũng 2 năm. Thì các bé để mà lấy máu gốc chân thì trước khi lấy là đều được tư vấn hết 100%. Mà không phải là tư vấn là lúc sanh mới tư vấn, mà lúc mang thai á, đến khám định kỳ là đã được tư vấn trước rồi. Và khi nhập viện thì tiếp tục tư vấn nữa để mà lấy máu gốc chân cho bé. Thì tất cả các bé mà đủ tháng đều được tư vấn và lấy máu xét nghiệm hết. Thì khi lấy máu xét nghiệm cho bé thì mình sẽ tầm soát được những bệnh như là thiếu men ghi sáu BD, suy giáp bẩm sinh, thì suy tuyến thượng thận. Cũng theo các bác sĩ, việc khám thai thường xuyên và định kỳ là biện pháp quan trọng nhằm đánh giá rủi ro, phát hiện sớm các biến chứng thai kỳ thường gặp, cũng như chẩn đoán sớm và đầy đủ những dị tật bẩm sinh của thai nhi, nhằm có một kế hoạch sinh con ra đời an toàn và điều trị sơ sinh kịp thời cho những khiếm khuyết bẩm sinh còn cơ hội sửa chữa. Thường, các thai phụ khi mang thai
khi đi khám đều được hướng dẫn cặn kẽ việc chăm sóc thai, cũng như làm các thủ tục khám sàng lọc trước khi sinh và lấy máu gót chân của trẻ sơ sinh để làm các xét nghiệm cần thiết. Từ đó có thể can thiệp kịp thời nếu phát hiện trẻ có vấn đề bệnh lý. Ngay khi còn ở địa phương, các thai phụ cũng được các cộng tác viên y tế hướng dẫn kịp thời nhằm hạn chế tối đa các biến chứng cho các thai phụ. Bây giờ nói chung là chị em trong cái độ tuổi mang thai thì đi làm ăn xa rất là nhiều. Còn số còn lại thì mình đến động viên để đi khám thai định kỳ. Với nếu mà thai mà trong giai đoạn mà 11, 12 tuần, 13 tuần, và giai đoạn 16 tuần, giai đoạn 20 tuần, mình cần cho chị em biết để mà đi tới các cơ sở y tế thăm khám để đo độ da gái cho thai, rồi tầm soát các bệnh dịch. Việc giám sát các thai phụ ở tại địa phương luôn được các trạm y tế quan tâm. Đồng thời, các nhân viên và cộng tác viên y tế cơ sở tăng cường đôn đốc nhắc nhở các thai phụ thường xuyên đi khám thai, uống hoặc tiêm các chất cần thiết để thai nhi luôn được mạnh khỏe, tránh những biến chứng đáng tiếc xảy ra. Cái công việc quản lý thai nghén này thì cũng thông qua là đội ngũ của cộng tác viên. Thì hàng tháng á, cộng tác viên á, dân số á, sẽ rà soát rồi nắm lại các cái phụ nữ mà mang thai mới để báo về cho trạm y tế xã. Rồi sau đó thì cùng với cộng tác viên của ấp thì ban chuyên trách của xã sẽ quản lý thai mới và đồng thời cũng quản lý thai cũ, rồi nắm được cái danh sách mà những phụ nữ mà mang thai được khám sàng lọc cũng như những trẻ sơ sinh được sinh ra lấy máu gót chân tại các cái bệnh viện. Thì khi mà đã có kết quả thì sẽ có một cái sự phản hồi hai chiều, tức là đối với ở cộng đồng thì cộng tác viên báo lên cho dân số xã và trạm y tế xã, rồi trạm y tế xã báo lên huyện, trung tâm y tế huyện. Còn khi mà huyện làm ở tại huyện mà có một cái kết quả bất thường được báo cáo từ cái trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh thì mình sẽ phản hồi ngược lại để cho trạm y tế quản lý. Tôi nhờ cộng tác viên của ấp là hướng dẫn thai phụ lên trạm y tế để chích ngừa, để hướng dẫn sàng lọc trước sinh và sơ sinh, với làm hướng dẫn cho thai phụ là tầm soát và xét nghiệm HIV cho bà mẹ mang thai. Là cái đó là cộng tác viên hướng dẫn lên trạm y tế, rồi tụi em là tuyên truyền rồi chích ngừa cho thai phụ. Nói chung là mình phải thuyết phục cho thai phụ để đi tầm soát mấy cái xét nghiệm đó, chích ngừa để cho mà thai phụ sanh ra là bé không có bị bệnh nè. Cái thứ nhất là mẹ sanh ra cũng không có bị bệnh nữa. Mình phải thuyết phục cho những người khó khăn, mình phải động viên là thai phụ cũng đồng ý. Xét nghiệm sàng lọc trước sinh là bước cần thiết để xác định nguy cơ con sinh ra không mắc phải nhiều chứng bệnh di truyền ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và trí não. Xét nghiệm tầm soát trong 3 tháng đầu cho bạn biết được thai nhi có các vấn đề về bất thường nhiễm sắc thể ngay thời gian đầu của thai kỳ. Chính vì lý do đó nên phụ nữ khi quyết định mang thai cần phải biết và nắm rõ việc xét nghiệm sàng lọc trước và trong lúc mang thai. Đồng thời, khi bé vừa được sinh ra, cần phải lấy máu gót chân để làm xét nghiệm nhằm nâng cao thể chất và tỷ lệ sống cho trẻ sơ sinh. Đó cũng là cách nâng cao thể chất của những công dân tương lai. Trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt công tác dân số và phát triển, cần thiết phải tăng cường sự tham gia phối hợp liên ngành, phát huy vai trò, huy động mạnh mẽ sự tham gia của các đoàn thể xã hội và bảo đảm mọi người dân đều có quyền và nghĩa vụ tham gia công tác dân số trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác truyền thông vận động, tạo phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực người Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục sức khỏe cho mọi người kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.